quay trở lại thế giới gậy cũ ngày hôm nay. Và mọi người có biết trong tuần vừa qua điều đặc biệt nhất của thế giới gậy cũ là gì không ạ? Hôm nay em sẽ giới thiệu với quý vị những sản phẩm mới về của thế giới gậy cũ. Và nổi bật nhất trong tuần vừa qua đó chính là những bộ gậy full set của rất nhiều những thương hiệu, từ Nhật này cho đến châu Âu đều có mặt tại thế giới gậy cũ để đáp ứng cái nhu cầu ra sân của các anh chị. Và sau một cơn bão lớn về thời tiết thì chúng ta đã tại thế giới gậy cũ thì đã đón chào một cơn bão gậy. Và nổi bật nhất ở đây, anh chị có để ý thấy không ạ? Hai full set hoàn mà, rất là đặc biệt. Anh chị có thể theo dõi ạ. Hai bộ này đều là bộ Honma 3 sao. Phía bên ở xa em hơn đây chính là bộ 3 sao S02. S02 đã là một thời đình đám của Honma, và cho đến bây giờ thì vẫn chưa bao giờ là bị lãng quên. Bởi vì sao? Bởi vì 3 sao luôn mang đến cho golfer những cả trải nghiệm vô cùng thú vị. Đối với dòng sáp là ARMRQ6, trọng lượng gam là 49G và mang màu sắc vàng đen như thế này ạ. Mặt gậy của S02 cực kỳ dễ đánh, độ trợ lực rất là tốt. Và full set này tại thế giới gậy cũ đang có giá là 85 triệu. Anh chị có thể nhìn chi tiết hơn này. Bộ gậy sắt bao gồm có 9 gậy, driver 10 độ, bộ 3, bộ 5 đều đồng bộ hết anh chị ạ. Một gậy kêu 21 độ ạ. Và một cây phát để chúng ta gạt bóng vào vố nữa. Vẫn còn mới và tất cả đều còn nguyên bản nha. Tình trạng rất là mới. Giá 85 triệu đã bao gồm cả túi rồi. Đây là một chiếc túi Honma chất liệu là da cá sấu này. Đang ngăn rất là tiện dụng, nhẹ ti bóng này. Đầy đủ hết cover anh chị nhé. Túi thì là túi mới. Bộ gậy này tuy đã qua sử dụng nhưng tình trạng vẫn còn lên đến 85%. Và nổi bật hơn nữa và màu vàng chói hơn đó chính là bên cạnh em đây. Chính là 3 sao S05. Không mấy khi mà các anh chị có thể tìm thấy trên thị trường một bộ S05 xài lướt đã qua sử dụng rồi đó, nhưng mà tình trạng siêu mới. Gần như mặt gậy vẫn còn rất là sáng bóng, chưa xây xước gì nhiều này. Đám gậy và grip nguyên bản đồng bộ full set S05. Bộ gậy thì cây driver là 10.5 độ, rất phù hợp với những người mới chơi. Và chúng ta đánh trong cái tốc độ ổn định ý, thì cái bộ S05 này trợ lực rất là tốt. Trọng lượng cán của nó cũng chỉ có 48g thôi, nhẹ hơn 1g so với những đời trước của nó. Thì với một bộ này thì nó bao gồm bộ 3, bộ 5, rack kêu nữa với một cây tóc đây ạ. Tất cả đều còn nguyên bản hết anh chị nhé. Một chiếc túi CB2817, màu sắc rất là dịu ạ, màu xanh. Nếu như mà các anh chị tham khảo thêm thông tin về bộ gậy S05 Honma này và bộ S02 3 sao này thì hãy alo ngay cho em. Và ngoài ra, đây là một dòng gậy Nhật rồi, em sẽ giới thiệu thêm những thương hiệu châu Âu nữa. Để đối với những anh chị mà chúng ta muốn những cái dòng gậy mà mang đến những cái tốc độ nhanh hơn ấy, tốc độ swing nhanh hơn ấy, thì các anh chị hãy tham khảo đến Telemate. Đây, các anh chị hãy nhìn một bộ Galois trắng sáng như thế này, rất là mới. Trung bình những dòng gậy như TaylorMade này, XXIO này và đã qua sử dụng rồi thì tình trạng gậy khoảng 85-90%. Một bộ gậy thì sẽ có giá là dao động từ khoảng 24-30 triệu anh chị ạ. TaylorMade bây giờ thì thế giới gậy cũ còn có những bộ sắt Callaway, Titleist về rất là nhiều để các anh chị có thể lựa chọn mua lẻ. Như là chúng ta chưa muốn bổ sung full set hoặc là chúng ta muốn đổi gậy á, thì chúng ta hãy đến thế giới gậy cũ để lựa chọn những bộ gậy. Nhà em có bán lẻ này, bộ sắt có đi theo bộ, driver ở đây các anh chị thấy không ạ? Rất nhiều driver với nhiều thông số kỹ thuật khác nhau, khu này đều là driver hết anh chị nhé. Và ngoài ra đây chính là những cây gỗ để các anh chị bổ sung trong bộ gậy full set của mình. Nếu như còn thiếu hoặc là chúng ta đang gặp vấn đề trục trặc về gậy gỗ thì chúng ta hãy lên đây và đổi ngay những cây phù hợp hơn với mình. Đây chính là khu vực trưng bày gậy gỗ nhà em. Trung bình thì gậy gỗ dao động chỉ khoảng hơn 1 triệu cho đến hơn 2 triệu thôi. Và thông số cán bây giờ nhà em cũng có rất nhiều loại thông số khác nhau phù hợp với thể lực từng người chơi. Và đặc biệt ở khu vực này đó chính là gậy kỹ thuật. Chắc hẳn là đối với những con phương đã từng chơi thì đều biết được chức năng của gậy kỹ thuật là gì rồi đúng không ạ? Đây chính là cây gậy mà giúp trái bóng của quý con phơ vượt qua được những khu vực chướng ngại vật nguy hiểm. Và nếu như còn băn khoăn về cách lựa chọn sử dụng cây gậy kỹ thuật này để bổ sung vào túi gậy của
của mình. Các anh chị hãy truy cập ngay lên kênh YouTube của chúng em nhé. Và một chiếc gậy rất độc và lạ, đó chính là cây gậy tập swing. Cây gậy tập swing này sẽ rất quen thuộc đối với những người mới chơi, những người mới bắt đầu, và mang đến cho chúng ta những hiệu quả vô cùng đặc biệt trong quá trình chúng ta luyện tập và sử dụng đấy ạ. Cây gậy tập swing này rất khác biệt đúng không ạ? Trên kênh YouTube của chúng em cũng sẽ có những cái video hướng dẫn để các anh chị có thể sử dụng cây gậy tập swing này một cách dễ dàng. Bởi vì đối với những người mới bắt đầu tiếp xúc ấy, thì cây gậy này rất khó sử dụng. Đầu gậy rất là nặng này, cán gậy rất là dài. Và một yếu tố quan trọng mà mang đến cho cây gậy tập swing này sự nổi bật đó chính là khu vực grip. Grip của cây gậy này có chia những G, chữ V này để các anh chị điều chỉnh cái cách nắm của mình. Các anh chị thấy không ạ? Mới với người mới chơi thì chúng ta thường nắm sai cách và sai cái vị trí. Đây chính là hai cái G giữ cho chúng ta tay cố định. Đã, ngón cái, ngón trỏ, ngón út đều có cái vị trí quy định chung của nó hết. Và giữ được cái tốc độ của chúng ta rất là nặng, đầu gậy rất nặng này. Đấy, khi mà em đưa lên này, nó sẽ giữ cái tốc độ của chúng ta được điều chỉnh cân bằng. Và nếu như các anh chị muốn tìm hiểu thêm về cái gậy này thì truy cập vào YouTube của chúng em nhé. Vậy là vừa rồi em cũng đã mang đến cho quý vị những sự giới thiệu về sản phẩm gậy tại Thế Giới Gậy Cũ cũng như là những phụ kiện rất quan trọng. Và đặc biệt trong tháng này thì Thế Giới Gậy Cũ sẽ mang đến cho quý golfer những chính sách ưu đãi vô cùng đặc biệt. Nổi bật nhất đó chính là tất cả túi gậy của bên em ở giờ đây đều được giảm 500.000 trên một túi. Và nếu như các anh chị bận hoặc là chưa tiện ghé qua thì các anh chị hãy alo ngay cho em qua số điện thoại 0962 744 466 để giữ ưu đãi. Và nếu như còn nhiều băn khoăn hay những nỗi lo chưa tìm được bộ gậy ưng ý cho mình, các anh chị cũng comment ngay ở bên dưới cũng như là liên hệ trực tiếp qua cho em sẽ tư vấn để giúp các anh chị lựa chọn được những sản phẩm ưng ý và phù hợp với tính chất.